Ok nhá, chị Vivi xin chào. Ok, chị ở Thanh Thủy cũng xin chào chị luôn nhá. Chị Nguyễn Ngọc xin chào ạ. Chị đang xem live của show em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm được không ạ? Ok, chị Trương Bích Hà nhá, xin chào chị ạ. Chị nào đang xem live của show em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ ở tất cả các hội nhóm được không ạ? Để cho đông đông người vào chút thì em bắt đầu xả hàng với giá 18k các chị nhá. Rồi, ok, chị Hòa Bình xin chào này, chị Tùng Na cũng xin chào chị luôn nhá. Ok, chị Phương Linh Tạ xin chào này, chị đang xem live của show em có thể chấm bài cho em được không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ ở tất cả các hội nhóm nhé. Để cho đông đông người vào một chút thì show em bắt đầu xả hàng được không ạ? Áo em đang mặc có bán nhá chị Hòa Mít nhá. Ok, chị Tòng Na xin chào. Ok, chị Đô Bích nhá, xin chào ạ. Rồi, để em một chút đúng không ạ? Các chị nhanh chóng vào livestream của em và chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ ở tất cả các hội nhóm. Để cho các chị đông đông vào một chút thì em bắt đầu xả hàng nhá. Xả hàng chiếc áo bên em đang cầm trên tay đây với giá là 18k. Một chiếc áo này, một set áo này với giá là 18k đúng không ạ? Quần giả váy thì hôm nay bên em không like quần giả váy nhá chị Vivi nhá. 63kg bên em có đủ size, các chị mua hàng của em thì cứ để lại cho em cả chiều cao cân nặng và có size đúng không ạ? Ok này, chị Vi và Song Anh đúng không ạ? Xin chào ạ. Chị Betu Lê xin chào nhá. Rồi các chị chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm để cho đông đông người vào một chút thì em bắt đầu sẽ xả hàng với giá là 18k một set áo này đúng không ạ? Lên các chị nhanh chóng chia sẻ cho em nhá, một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm thôi. Đông đông người vào một chút thì em bắt đầu xả hàng nhá. Rồi em đang mặc có bán nhá, chị An Nguyễn nhá và chị Minh Thúy đúng không ạ? Ok, chị Ngô Ngốc xin chào này. Chị Hà Long cũng xin chào nhá. Chúc tất cả các chị có một buổi trưa thật vui vẻ đúng không ạ? Áo đang mặc bên em có bán nhá chị nhá. Rồi để em một chút nào. Rồi. Các chị ơi, hôm nay dáng bi bên em tiếp tục xả cái chiếc áo mã A28 này của bên em với giá là 28k một chiếc, 18k một set này được không ạ? Nên chị nào mà muốn mua set này của bên em với giá là 18k một set thì để lại comment cho em nhá, 18k kèm theo số điện thoại của mình, một set áo ren A28 rất là đẹp luôn đúng không ạ? Một set áo này mà chỉ có giá là 18k nhá. Ok, chị Du Pi Quách hôm nay tương tác với bên em nhá. Ok, chị nhỏ ngốc đúng không ạ? Áo đang mặc, áo đang cầm mới đang mặc ạ. Áo đang cầm một set này thì bên em có giá bán là 18k cho một set áo này thôi nhá. Ok, chị Từ Thị Lệ nhận được hàng của bên em với giá 18k hôm trước chưa chị Từ Thị Lệ? Ok này, chị Thủy Kiều xin chào nhá. Ok, chị Mai Hương này, các chị đợi em một chút nhá, lát nữa được không ạ? Ok, chị Trúc Giang Đình này, các chị hôm nay dáng mi bên em xả toàn bộ set áo ren này với giá là 18k một set đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua chiếc set áo này của nhà em với giá là 18k thì comment cho em trên cùng một dòng nhá, 18k kèm theo số điện thoại của mình. Và cái giá này là giá chia sẻ đúng không ạ? Cái giá 18k một set áo ren A mã A28 này thì là có giá là 18k một set này nhá, 18k một set thôi đúng không ạ? Chị Từ Thị Lệ ơi, bên em đã gửi hàng cho chị rồi nhá, gửi hàng 18k cho chị rồi nhá, chị Từ Thị Lệ nhá, đã gửi hàng cách đây mấy ngày rồi nhá. Chính tay em cũng là người đóng ngân hàng của chị nhá, chị Từ Thị Lệ nhá. Rồi ok, chị Nga Tòng đúng không ạ? Áo đang mặc bên em có bán đây, sẽ bán cái áo một set này đang mặc trên người đúng không ạ? Còn bây giờ là em đang xả cái set A28 này trước đúng không ạ? Chị nào mà muốn sở hữu set A28 bên em với giá là 18k một set này, áo ren này thôi thì để lại cho em comment nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại được không ạ? Áo đang mặc bên em có bán đây, sẽ bán sau nhá chị Phương Niệm nhá. Chị Nga Tòng ơi, lát em sẽ bán chiếc áo đang mặc trên người đúng không ạ? Bỏ nơ ra được chị nhá. Mã này bên đây là mã A28 đúng không ạ? Với giá bán của nó là 18k một set thôi ạ. Nên chị nào mà muốn mua set này của anh em với giá là 18k thì để lại cho em comment A28 và kèm theo số điện thoại của mình. Với mức giá bán của bên em chiếc áo này là giá là 18k một set áo ren đúng không ạ? 18k một set áo ren này thôi các chị nhá. Ok chị Trang Phan nhá, ok chị yêu của em nhá. Một set này là 18k một set nhá. Chị Loan Lê để em một chút lát sẽ bán chiếc áo đang mặc trên người đúng không ạ? Có rất nhiều màu luôn nhá. Ok chị Quỳnh Cận ơi, bên em đã gọi điện chốt hàng với chị giá 18k hôm trước chưa ạ? Chị Quỳnh Cận đã gọi điện chốt hàng cho chị chưa ạ? Rồi ok, chị Bê Tu Lê một set A28 đúng không? Ok chị, các chị này, các chị ơi, các chị có comment cho em nhá, A28 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Set này hiện tại bên em đang bán với giá là 18k cho một set áo ren này thôi. Nên chị nào mà còn muốn mua chiếc set áo ren này của em với giá là 18k ấy
thì để lại cho em comment 18k nhá, kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Lưu Ly vẫn chưa nhận được hàng 18k của bên em đúng không ạ? Thường thường thì những cái đơn hàng mà bên em gửi hàng đi 18k ấy, thì tất cả những đơn hàng 18k với 28k thì nhà em thường chuyển phát thường cho phí rẻ đó chị nhá. Thường chuyển phát thường cho phí rẻ lên, các chị cố đợi một chút nhá. Chỉ mất có vài ngày thôi là mình nhận được hàng 18k của bên em rồi nhá. Ok chị Lưu Ly nhá. Rồi, ok là chị Nguyễn Phạm Giang Khang một lấy set áo A28 đúng không ạ? Một set áo này bên em thì có một màu thôi các chị nhá. Với giá bán của nó thì vô cùng rẻ luôn. Giá bán của set áo này là 18k một set thôi, được chưa ạ? 18k một set áo thôi, nên chị nào mà muốn mua set áo này của em thì nhanh chóng comment cho em. Các chị lưu ý cho em nhá, cái giá bán mà 18k một set áo này là giá bán chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ 3 lần nhá. Ok, vẫn chưa giờ thấy giao hàng, hẹn 3 hôm mà chưa thấy đâu đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá, thì chị có đợi thì bên bưu điện sẽ gọi điện cho chị đúng không ạ? Rồi, em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em nhá. Ok chị Lưu Ly nhá. Cái set áo ren mã là A28 của bên em có giá bán là 18k một set áo ren, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chọn nhóm cho em được không ạ? Ok chị Tòng La nhá, xin chào chia sẻ rồi đúng không ạ? Ok chị Ngao Võ nhá, rồi chị Thảo Trương một set A28 đúng không ạ? Các chị comment cho em đúng cú pháp nhá. A28 và kèm theo số điện thoại của mình, và cái giá bán 18k một set này là cái giá bán mà áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chọn nhóm cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn nhá. Chân váy bên em có bán, chị Trương Mai Linh lát em sẽ bán cái chân váy đúng không ạ? Hôm nay bên em rất là nhiều hàng đẹp nhá. Ok chị Lưu Ly yêu của em này, ok chị Ngọc Hoa đúng không ạ? Lấy một set áo này để lại cho em và nhớ là quay ra chia sẻ cho em nhá. Tại vì cái giá bán này là cái giá bán mà áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chọn nhóm cho em đúng không ạ? Rồi, ok, một set áo này là 18k được chưa ạ? Một set áo này 18k và là giá này là cái giá áp dụng nhá, chia sẻ 3 lần trang cá nhân. Rồi, các chị ơi, thấy các chị mà không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác với em thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment, cái comment của các chị đúng không ạ? Tại vì cái lượng comment rất mấy trăm người xem này thì chắc chắn nó sẽ bị ẩn đấy ạ, đúng không ạ? Chắc chắn sẽ bị ẩn nhá. Rồi, áo đang mặc em có bán nhá, chị Minh Kiều đây em một chút nhá. Ok, chị Linh Nguyễn lấy một set A28 đúng không ạ? Set này... bên em đặt mà bên chị không chốt cho em. Ôi thế thì đơn hàng của chị là đã bị trôi đơn rồi chị Tuyết Nhi nhá, có thể comment lại và inbox cho bên em được không ạ? Rồi áo đang mặc bên em có bán đúng không ạ? Em sẽ xả cái set này trước nhá, với giá là 18k một set này trước thôi, áp dụng cho anh chị chia sẻ nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em là nếu mà các chị không muốn bị ẩn comment ấy, thì các chị hãy chia sẻ cho em nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Ok nhá, rồi, nào chị Đặng Phương Hiếu một set A28 18k đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá. Chị Ngọc Hoa ok chị này rồi. Ok chị Thanh Hiền nhá, phải nhớ nhưng phải nhớ chia sẻ cho em thì mới có giá bán này nhá. Tại vì cái giá bán này là cái giá bán rất là rẻ rồi, 18k một set thôi là em xả toàn bộ set này. Tại vì là bên em còn cái số lượng của cái set áo này rất là nhiều ấy. Số lượng của cái áo set áo này rất là nhiều nên em quyết định xả nhá, xả với giá là 18k một set thôi nhá. 18k một set. Ok chị Oanh Vũ rồi vào đúng không ạ? Xin chào nhá. Ok chị Ánh Tuyết Nguyễn đúng không ạ? Cho em xem máy đi lan sẽ bán chân váy và bán cả áo luôn đúng không ạ? Còn hiện tại bên em do cái số lượng cái set A28 màu nâu của em còn nhiều hàng quá nên hôm nay em xin phép quay xả chiếc set áo này để lấy hàng mới về phục vụ tất cả các chị đúng không ạ? Set áo này bên em có giá bán là 18k một set nhá. Một set của nó thì bao gồm nhá. Các chị nhìn lưu ý giúp em này, một set của set áo này bao gồm là một cái áo 2 dây màu nâu bên trong được chưa ạ? Một set của nó là áo 2 dây bên trong nhá. Còn ở ngoài của nó là một cái set áo ren bình ngọc trai rất là sang chảnh luôn, với giá bán của set áo này là 18k một set đúng không ạ? Các chị lưu ý giúp em nhé. Em đã bán giá 18k một set này rồi được chưa ạ? Thì các chị phải nhớ quay ra chia sẻ cho em nhé. Tại vì là bán giá rất là rẻ rồi, với bán 18k một set thôi, không còn gì mà nói rồi đúng không ạ? Nên là cái giá này là giá áp dụng chia sẻ cho em nhé. Rồi. Ok chị Phú Lê có thể inbox cho bên em đúng không ạ? Đếm check lại đơn hàng của chị, do bên em cái lượng đơn hàng rất là nhiều đơn hàng một ngày nhé chị nhá. Chị Linh Chi ơi, một set áo ren bên là 18k nhé chị Linh Chi nhá. Chị Ngọc Long em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment thì em sẽ chốt được đơn hàng tất cả mọi người đúng không ạ? Áo đang mặc có bán là em sẽ bán sau nhá, chân váy cũng bán sau được không ạ? Bây giờ em đang xả cái set này do cái set A28 em còn số lượng nhiều quá ấy. Nên hôm nay em quyết định que xả cái set áo này thôi mà chỉ có giá bán là 18k một set thôi nhá. 18k một set thôi. Nhưng mà điều kiện của để mua set áo bên em với giá là 18k là các chị phải chia sẻ cho em đúng không ạ? Tại vì là cái số lượng hàng nhà bên em này còn khoảng gần 100 chiếc nữa, bên em còn tồn hàng này, cái set này rất là nhiều. Nên hôm nay là em quyết định xả cái set này với giá bán là 18k một set nhá. Nhưng mà ngược lại là các chị phải chia sẻ cho em thì em phải bán giá này nhá. Không chia sẻ thì không bán giá này đâu ạ, thật đấy ạ. Ok chị Đinh Lâm của em cảm ơn chị nhá. Rồi áo đang mặc có bán em sẽ xả cái set A28 này trước nhá, rồi lát em quay giá bán hàng sau đúng không ạ?
Ok, chị Nhật Kim Anh một set A28 đúng không ạ? Rồi ok nhá, rồi 18k một set thôi. Và áp dụng là chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trang hỗ trợ nhóm cho em. Chính xác luôn chị Thu Phương nhá. Một set áo ren A28 bên em có màu nâu nhá. Hiện tại thì bên em chỉ tồn đúng màu nâu thôi, nên hôm nay em quyết định xả màu nâu đúng không ạ? Quyết định xả cái set áo này màu nâu với giá bán là 18k một set. Và cái giá này là áp dụng chia sẻ nhá, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trang hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Ok, chị Kim Anh, chị Nguyễn Nhàn và chị Oanh Vũ nhá. Ok này, chị Kim Chi em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào mà muốn sở hữu cái set áo ren A28 của em thì phải comment cho em theo đúng cú pháp là A28 và kèm theo số điện thoại nhá. Vì cái mã này của nó là mã A28 và với giá bán của set này là 18k một set thôi. Bao gồm của nó là áo 2 dây bên trong nhá và một cái áo ren dài tay ở ngoài rất là đẹp luôn mà chỉ có giá bán là 18k thôi. Rất là sang luôn đúng không ạ? 18k một set nhá. Rồi chị Quỳnh Nguyễn lấy A28 18k, nhớ comment cho em 28k kèm A28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé. Chị Quỳnh Anh Nguyễn đợi em một chút nhé. Ok này, em chia sẻ rồi đúng không chị Hòa Nai nhá. Rồi ok, chị yêu của em chị Trang Tony Tini đúng không ạ? Chị Thanh Xuân 62 kg, chị vào size XL cho em nhá. Rồi ok, chị Dạ Lam đúng không ạ? Các chị ơi, các chị nhớ kết bạn Facebook của show em, tại vì là bên em thường ngày thường ấy livestream rất là nhiều mẫu, nên các chị là muốn mà cập nhật được cái mẫu mới thường xuyên của bên em thì các chị hãy theo dõi giúp show em nhá. Theo dõi show em và chia sẻ đúng không ạ? Hãy theo dõi giúp em và để cái chế độ ưu tiên xem trước của show em nhá. Thì nhiều thì các chị mới cập nhật được hàng mới thường xuyên đúng không ạ? Cập nhật hàng mới thường xuyên nhá. Ấn theo dõi kết bạn Facebook shop em Giáng My để cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên nhà em ra hàng ngày đúng không ạ? Ok nhá, chị Lê Trinh một set A28 18k. Ok, chị yêu của em đã chia sẻ cho em chưa? Chia sẻ thì mới bán giá 18k một set này đúng không ạ? Còn không chia sẻ thì không thể bán giá 18k rồi, bởi vì là bên em đã bán cái giá này là thực sự rất là rẻ rồi, không còn cái gì rẻ hơn nữa. Tại vì cái số lượng hàng của bên em còn tồn kho cái set màu nâu này rất là nhiều. Nên hôm nay em xả hết cái A28 này đi để em chuyển sang những cái mã khác nhà em để phục vụ tất cả các chị được không ạ? Có sai đại chị Bùi Vân nhá. Đứa tai không nghe gì không? Ok nhá, đại em một chút đúng không ạ? Chị Bé Gấm nhá, chị Thai Mai, ok chị yêu của em này. Rồi áo em mặc có bán là em sẽ bán sau. Còn hiện tại thì em đang xả cái set này với giá là 28k một set trước thì đúng không ạ? Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn được chưa ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Áo này thì hiện tại bên em còn tồn rất là nhiều luôn, cái số lượng tồn khoảng gần 100 chiếc nhá. Gần 100 chiếc áo này đúng không ạ? Em tồn rất là nhiều luôn, tại vì là cho nên là hôm nay em quyết định xả cái set áo này để lấy hàng mới về phục vụ tất cả mọi người đúng không ạ? 18k một set thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chọn nhóm cho em nhá. Một set rất là xinh luôn, em sẽ quay đằng sau cho các chị nhìn set áo này đúng không ạ? Đằng sau của nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Đây là 2 dây này, còn đây là áo ren ngọc trai bên ngoài, rất là đẹp, rất là sang luôn đúng không ạ? Ok chị Huỳnh Trâm nhá, A28 rồi. Ok, chị lấy một set này thì chị đã chia sẻ cho em chưa? Tại vì cái giá bán 18k một set áo ren này của em là cái giá bán mà áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em đúng không ạ? Rồi ok, chị Linh Trần A28 size S đúng không ạ? Hiện tại thì em đang cầm cái set A28 này là cái set size S đúng không ạ? Size S nhá. Còn cái set còn cái size M, size L, size XL, XXL của nó thì cái set áo này thì sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Sẽ to hơn rất là nhiều. Còn hiện tại thì em đang cầm trên tay đây thì là một set size S đúng không ạ? Cái size to hơn thì to hơn rất nhiều các chị nhá. Nên các chị chỉ việc comment cho em và chia sẻ thôi đúng không ạ? Hãy tương tác ở bên em đúng không ạ? Ok nhá. Các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ nhá. Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người. Trên live thì bên em mới gọi điện chốt hàng với các chị được các chị nhá. Rồi ok chị Trang Nhung nhá, ok chị yêu của em này. Rồi ok nhá, 18k một set áo ren này nhá. Các chị ơi, các chị muốn mua set áo này của em thì cứ việc comment cho em và chia sẻ đúng không ạ? Tại vì là cái giá này rất là rẻ rồi nhá, không còn gì rẻ hơn. Tại vì là cái số lượng hàng bên em còn tồn rất là nhiều, nên hôm nay là em quyết định xả cái set áo này với giá là 18k nhá chị nhá. Rồi chị Hảo Sushi thấy comment của chị rồi nhá, 18k rồi chị nhá. Và là cái giá này là giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Không, không phải thế mà set này bên em bán giá là 18k toàn bộ luôn. Tại vì là cái màu nâu bên em còn tồn rất là nhiều trong kho đúng không ạ? Màu nâu thì bên em còn tồn trong kho rất là nhiều luôn, nên em quyết định xả cái set này để lấy hàng mới về phục vụ tất cả các chị đúng không ạ? Chân váy bên em có bán nhá. Em đang xả, hiện tại xả cái set này trước rồi, lát em sẽ bán bộ trên người, em mặc trên người đúng không ạ? Rất là sang, rất đẹp luôn. Rồi chị Thiên Yết thấy comment của chị rồi nhá, chị Linh Chi cũng thấy luôn rồi nhá. Váy em đang mặc bao nhiêu vậy đúng không ạ? Em hiện tại thì em đang chưa bán hàng, em đang xả hàng trước đúng không ạ? Hiện tại thì em đang xả cái set này trước với giá là 28k một set, 18k một set nhá. Ok chị Lan Đào xin chào, cảm ơn chị nhá. Ok chính xác luôn chị Trang Nguyễn nhá. Ok chị Oanh Ruby thấy rồi, em thấy chị rồi đấy ạ. Các chị lùi cho em nhá, giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ đúng không ạ?
nhỏ hết cỡ. Em sẽ ướm thử cho chị xem, thế này rất là xinh luôn. Hiện tại là rau còn tồn nhiều quá nên hôm nay là em xả luôn nhá, xả toàn bộ là 18k một set thôi. Một set của nó thì bao gồm là áo hai dây bên trong và cái áo ren bên ngoài, rất là sang luôn. Các chị có thể mặc được hai kiểu nhá. Cái nơ của nó thì các chị có thể thắt thành hai kiểu luôn. Một là kiểu cổ V như em đang thắt nhè được không ạ? Hoặc là các chị có thể chéo sang bên này nhá, hoặc là chéo sang bên này cũng đều được luôn. Mà cái giá bán này là giá bán rất là rẻ rồi, thực sự rất là rẻ luôn các chị nhá, rất là rẻ luôn đấy ạ. Nên là các chị muốn không nhận comment nhá thì các chị hãy kết bạn Facebook với sông em nhá. Và chia sẻ với em thì sẽ không bao giờ biển comment đúng không ạ? Sẽ không bao giờ biển comment luôn nhá. Ok chưa ạ? Một sale này rất là rẻ luôn đúng không ạ? Rất là đáng tiền đúng không ạ? Ok chị Ngọc Anh phun xăm, ok chị yêu của em có thể inbox cho em để báo nhân viên đúng không ạ? Rồi chị Hoài Thơ nhá, một set size S đúng không ạ? Áo đang mặc có bán luôn nhá. Ok chị Linh Trần lấy A28 đúng không ạ? Rồi ok chị yêu của em nhá. Rồi nhớ để cho em theo đúng cú pháp và nhớ chia sẻ cho em nhá. Ok này. Xả toàn bộ set áo này với giá là 18k một set đúng không ạ? 18k một set nhá, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cho tháo hết cỡ nhà em. Chị Thiên Yết A28 ok chị yêu của em nhá. Rồi các chị lưu ý giúp em nhá. 18k một set áo ren A28 thôi. Vì cái giá này giá bán rất là rẻ rồi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Nên chị nào mà muốn mua set này nhà em thì để lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi, rất là đẹp luôn đấy ạ. Em thấy mùa hè tới rồi ấy thì các chị những cái set áo nhà mặc rất là sang luôn, rất là sang chảnh luôn nhá. Áo đang mặc thì em vẫn có bán, lát sẽ bán sau. Còn bây giờ em xả lốt cái set này trước với giá là 18k trước tất cả mọi người. Tại vì cái số lượng của cái set áo này em còn số lượng rất là nhiều trong kho, thực sự rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là em mang ra xả với giá 18k một set thôi. Nên là các chị nào mà muốn mua set này của bọn em thì các chị điều kiện để mua cái set A28 bên em với giá là 18k thì các chị phải chia sẻ nhá. Phải chia sẻ em mới bán giá 18k đúng không ạ? Còn lát nữa thì em sẽ bán một set mặc trên người nha em nhá. Còn bây giờ hiện tại đang bán cái set áo ren này trước để em xả cái hàng đấy đi trước để cho em còn lấy vốn về đúng không ạ? Em lấy vốn về và em lấy hàng mới về phục tất cả mọi người đúng không ạ? Cái set này thì bên em còn đủ size, còn số lượng gần 100 chiếc và còn đủ size nhá. Hiện tại đang cầm trên tay em là một chiếc một set size S đúng không ạ? Còn một set size S nhá. Còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá chị nhá. Rồi ok chị Hoài Thơ có xỉ nhá, inbox cho em đúng không ạ? Inbox cho em nhá. Có bán xỉ áo này đúng không ạ? Có bán xỉ chị nhá. Cái set này thì hiện tại là em chỉ còn em hết màu da màu đen rồi, hiện tại là em chỉ còn cái màu màu nâu nữa chị nhá, còn màu nâu cà phê, còn tồn đúng màu nâu cà phê. Nên em quyết định mang ra xả toàn bộ cái set này với giá là 18k một set nhá. Áp dụng để chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Tuyết Vi ơi, thấy comment của chị rồi nhá, chị 46kg thì chị mặc size S cho em nha, đang cầm trên tay chị nhá. Chị nhá. Chị Văn Trần dơ cao lên đúng không? Ok em dơ cao lên chị xem đấy nhá. Với giá 18k nhá, chị Vũ Trúc. Ok, chị Vũ Trúc thấy comment của chị rồi nhá. Rồi, còn chị nào muốn sở hữu lốt không thì em sẽ qua mẫu khác đúng không ạ? Em chỉ còn số lượng gần 100 chiếc và sẽ bán cho những chị nào mà tích cực tương tác với bên em đúng không ạ? Tại vì là chân váy trắng bên em có bán em sẽ bán sau nhá. Hiện tại thì em đang bán cái set này cho hết hàng đã. Em xả cái set A28 đi cho là hết hàng đi đã đúng không ạ? Em xả bằng sạch cho hết cái set này đi rồi em sẽ chuyển sang cái mã khác đúng không ạ? Tại vì là cái số lượng set A28 em còn tồn rất là nhiều các chị nhá, còn tồn rất là nhiều luôn nên hôm nay em quyết định xả với giá 18k một set này thôi. Rồi ok chị Linh Trần đúng không ạ? Rồi các chị nhớ để ý điện thoại cho em để nhân viên em sẽ chốt đơn hàng 18k tất cả mọi người đúng không ạ? Tiền ship với các tỉnh là 30.000 các chị nhá. Rồi 18k thôi. 18k một set nhanh lên đi em ơi. Em sẽ chốt cái mã 18k này em sẽ chốt cái mã A28 này trong khoảng 2 phút là em sẽ kết thúc cái mã này và em sẽ chuyển sang cái mã khác đúng không ạ? Ok nhá, được chưa ạ? Nên còn chị nào mà muốn mua set này của bên em thì để lại cho em theo đúng comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình và em sẽ qua những mẫu khác ngay bây giờ đúng không ạ? Em sẽ qua những mẫu khác ngay bây giờ các chị nhá. Rồi sẽ qua mẫu bây giờ luôn đi ạ. Em sẽ chốt cái mã A28 18k trong khoảng 2 phút nữa thôi được không ạ? Trong khoảng 2 phút nữa thôi, nên còn chị nào mà chưa mua được áo bên em với giá là 18k thì các chị nhanh chóng comment cho em luôn để em còn chuyển qua mẫu khác thì đúng không ạ? Vì số lượng ở bên em còn tồn nhiều em xả 18k nhá.
Rồi nhanh chóng cho em chỉ còn 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái mã AA28 nha em rồi, với giá bán 18k một set nhá. Cái giá bán này các chị lưu ý giúp em nhá. Cái giá bán này là cái giá bán mà áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhá thì mới có giá này đúng không ạ? Tại vì cái giá này em nó thực sự là xả lỗ vốn luôn rồi mà chỉ có giá là 18k thôi. Thực sự rất là rẻ rồi và bán lỗ vốn luôn rồi các chị nhá. Lỗ vốn luôn rồi đấy ạ. Lên tiền ship của nó thì khoảng 30 đến 35 nghìn thôi nhá chị nhá. Rồi chị Mỹ Phương của set A28 đã chia sẻ cho em chưa ạ? Set này là mã A28 nha chị Comit nhá. Và A28 và có giá bán 18k. Cái giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm nhá. Rồi size của nó thì em còn tốn rất là nhiều. Hiện tại thì cái set này em còn size của nó từ size S cho tới size XL thôi nhá. Còn size XL em hết sạch rồi. Em chỉ còn tốn đúng từ size S cho tới size XL thôi nhá. Nên chị nào mà trong cái khoảng mà từ size S cho mặc, bình thường các chị mặc từ size S cho tới size XL là em có size nhá. Còn lại mà từ 76 cân trở lên đổ lên thì em sẽ không có size đâu ạ. Tại vì em chỉ còn tồn đúng một cái size thôi nhá. Rồi. Một phút thôi là em sẽ kết thúc cái mã này và em sẽ qua những cái mẫu khác luôn nhá. Nên còn chị nào chưa đặt được hàng thì các chị đặt hàng luôn cho em nhá. Các chị ơi, các chị mà muốn không bị ẩn comment ấy mà em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả các chị thì các chị hãy chia sẻ đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Không bị ẩn comment thì nhân viên bên em sẽ lọc đơn này, sẽ lọc đơn và top đơn ra và sẽ gọi điện cho các chị đúng không ạ? Với giá là 18k một set này chị nhá. Đấy là các chị muốn không bị ẩn comment thì em sẽ qua mẫu khác luôn nhé, ok chưa ạ? Rồi em sẽ qua mẫu khác luôn nhé, được không ạ? Rồi thế này các chị nhé. Bây giờ hiện tại thì em sẽ không bán cái mã là A28 18k nữa chưa ạ? Và em sẽ kết thúc cái mã A28, kết thúc mã A28 và em sẽ qua mã khác. Nên bây giờ mà chị nào mà comment 18k là em đã hết bán hết hàng rồi chị nhé. Đừng comment 18k nữa nhé. Không comment 18k nữa đúng không ạ? Chị Mai Chi nhá, không comment 18k nữa nhá, đúng không ạ? Rồi dừng 18k. Chị nào đang xem livestream của em thì có thể comment cho em một câu là hết 18k, không bán 18k nữa đúng không ạ? Vì em đã xả bằng sạch cái set A28 18k như là vừa đủ rồi đấy ạ. Như này là vừa đủ rồi nhá chị nhá, vừa đủ 18k rồi đúng không ạ? Vừa đủ rất cho tất cả mọi người rồi nhá. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị phải chia sẻ thì mới không bị ẩn comment nhá. Mà các chị chia sẻ thì mới không bị ẩn comment và em sẽ cóp đơn ra được không ạ? Với giá là 18k một set thôi nhá. Còn bây giờ em sẽ qua mẫu mới được không ạ? Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu mới này, đúng không ạ? Hiện tại thì rồi không comment 18k nữa cho em nhá. Em bắt đầu chuyển sang cái mã khác rồi. Cái mã A28 em đã xả hết 18k vừa xong rồi nhá. Còn bây giờ em sẽ qua mẫu khác đúng không ạ? Rồi không comment 18k nữa. Các chị vui lòng không comment 18k nữa. Hết 18k, dừng 18k và ngưng 18k, không comment 18k nữa. Em sẽ chuyển sang cái mã khác nhà em đúng không ạ? Cái số lượng A28 nhà em xả từng đấy là ok rồi đấy ạ. Rồi ok nhá. Rồi hết 18k, dừng 18k cho em này. Em sẽ chuyển qua cái mã này nhà em đúng không ạ? Các chị có thấy em đang mặc trên người là một chiếc áo rất là đẹp, rất là xinh luôn đúng không ạ? Rất là sang chảnh luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo em mặc ra ngoài đường nhá. Cái chiếc áo này của bên em hiện tại là có mã là V9 nhá. V9 và có giá bán của nó rất là rẻ luôn nhá. V9 bên em thì có giá bán là 170.000 một chiếc thôi. Nên chị nào mà muốn mua chiếc áo này V9 nha em với giá bán là 170.000 thì comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi hết 18k rồi, dừng 18k cho em, không comment 18k nữa. Em sẽ quay ra bán hàng rồi nhá, được không ạ? Rồi ok chị Thanh Nhàn này, giờ mình thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị bố của con nó chuyển đúng không ạ? Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em này, không comment 18k nữa nhá. Rồi em bắt đầu quay ra bán hàng này. Hiện tại chiếc áo đang mặc trên người của em là có mã là V9 được chưa ạ? Mã V9 bên em thì có giá bán là 170.000. Nên chị nào mà muốn mua chiếc áo em đang mặc trên người, hiện tại đang mặc trên người là màu đỏ đất nhá. Màu đỏ đất này, đây là màu da được chưa ạ? Còn đây là màu đen nhá. Với giá bán của nó vô cùng rẻ luôn, chỉ có 170.000 thôi. 170.000 chiếc áo đúng không ạ? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị nào mà thích cái mã V9 của em thì comment cho em V9 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Còn chị nào mà thích chân váy của em, chân váy hiện tại đang mặc trên người rất là đẹp luôn nhá. Chân váy bên em thì có giá bán là 260.000 đúng không ạ? Còn chiếc áo đang mặc trên người của em thì có giá bán là 170.000. Nên chị nào thích cái áo đang mặc trên người thì comment cho em nhé. Hiện tại là cái số lượng người xem rất là nhiều. Nên em sẽ không chốt, không đọc comment của chị đâu không ạ? Cứ chỉ việc comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi em nhé. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi hiện tại cái chiếc V9 của em nhá, hiện tại V9 đang bán trên cửa hàng của em này, giá của nó là 250.000 đúng không ạ? Nhưng mà trong cái livestream này em sẽ giảm từ 250.000 xuống còn 170.000 một chiếc thôi. Nên chị nào mà muốn mua chiếc V9 nhà em để lại cho em nhá, theo đúng comment V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi rất nhiều chị đang để mã V9 rồi,
Rồi rất nhiều chị đang để mã V9 rồi thì các chị cứ việc comment cho em V9 kèm màu kèm theo số điện thoại. Với giá bán của chiếc V9 này là 170.000 đúng không ạ? Với giá bán của chiếc V9 này là 170.000 nhá. Rồi, chị nào mà em không đọc comment chốt được thì các chị cứ để lại cho em comment và em sẽ chốt sau đúng không ạ? Cứ để lại cho em mã V9 nhá. Rồi chị Hà Núi, chị Phan Tuyết chốt đơn chị rồi ạ. Cứ để lại cho em mã V9 kèm màu kèm theo số điện thoại. Có mã, có số điện thoại mới chốt hàng được không ạ? Không có mã và không có số điện thoại, bên em sẽ không chốt được hàng nhá. Rồi A28 bên đã xả hết với giá 18k rồi được không ạ? Chị Hà Cẩm Vân V9 70kg và size 2XL cho em nhá. Rồi chị Ngọc Định chốt đơn, chị Linh Nguyễn chốt đơn rồi. Ok các chị ơi, cứ để lại cho em mã V9 nhá. Có mã, có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Rồi chị An Nguyễn chốt rồi, chị Phương Trang Nguyễn chốt đơn, chị Quá Khứ chốt đơn rồi nhá. Cứ để lại cho em nhá, V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Còn chị nào mà thích cái váy đang mặc trên người của em có 3 màu đây. Đây là màu hồng nu đúng không ạ? Đây là màu hồng nu, còn đây là màu khói nhá. Đây là màu trắng đúng không ạ? Với giá bán của cái chân váy em đang mặc trên người là 260.000 đúng không ạ? 260.000 một chiếc chân váy. Còn áo bên em thì có mã là V9 nhá. V9 bên em có giá là 170.000 đúng không ạ? Các chị chỉ việc comment cho em mã V9 V9 170.000 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Cái giá bán này là cái giá bán áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Tại vì là trên cửa hàng của em hiện tại đang bán set áo, cái chiếc áo này là 250.000 nhá. Nhưng trong livestream này em giảm cho chị từ 250 xuống còn 170.000 khi chia sẻ đúng không ạ? Vì rất là rẻ rồi nhá. Rồi 170.000 nhá chị Đoàn nhá, chị Hoàng Thúy nhá, chị Hằng Nguyễn đúng không ạ? Rồi 170.000 nhá chị Thắm Thu nhá. Ok chị Hà Cẩm Vân cho đơn. Các chị cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Vi Thái Thương Vi không, em không bán đồ nam nhá. Chị Thảo Trần ơi, V9 có size S nhá, hiện tại đang mặc trên người là size S. Em quên nhắc size cho chị đúng không ạ? Ok chị Ngọc Luna chốt đơn chị rồi đấy ạ. Rồi chị Thu Phạm chốt đơn V9 nhá. Các chị lưu ý giúp em nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S đúng không ạ? Còn cái size M, size L, size XL nó sẽ to hơn rất là nhiều. Chiếc áo này em có size từ size S cho tới size 2XL nhá. Cho tới 2 size XL luôn. Nên các chị mua hàng của em cứ để lại cho em mã V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Còn chị nào mà thích cái chân váy mặc trên người có 4 màu đây. Màu đen, màu nu được chưa ạ? Màu đen, màu nu và đây là màu khói. Đây là màu trắng đúng không ạ? Để lại cho em chân váy xếp tầng và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi chân váy xếp tầng với giá bán là 260.000 nhá. Còn chiếc áo đang mặc trên người em có mã là V9 với giá bán của chiếc áo này là 170.000. Nên các chị chỉ việc comment cho em V9 170.000 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment như những chị đang để đúng không ạ? Rồi cứ comment cho em đi. Các chị ơi, hiện tại thì cái lượng comment rất nhiều thì em sẽ không đọc chốt được cho các chị. Thì các chị chỉ việc để lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok này, màu vàng em không có, hiện tại đang mặc trên người em là màu đỏ đất được chưa ạ? Màu đỏ đất. Còn đây là màu da nhá, còn đây là màu đen nhá. Chị nào mà hơi gầy gầy xinh xinh như em một chút thì các chị có thể mặc sang màu da, màu đỏ đất đúng không ạ? Ok, chị Hà Phương nói gì đấy ạ? Ok chị Băng Ngọc đúng không ạ? Chị Thoa Trần 50kg mặc size M cho em, mặc size M cho em chị nhá. Để lại cho em theo đúng comment nhá chị nhá. Rồi, ok chị Thành Thu lấy set đúng không ạ? Chân váy bên là chân váy xếp tầng nhá, rất là đẹp, có 3 tầng rất là sang luôn. Với giá bán của chiếc chân váy này hiện tại em đang bán trên cửa hàng của em là 350. Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 350. Khi mà chia sẻ set cái chiếc chân váy này thì để lại cho em chân váy với giá bán là 260 nhá. Rồi chị Hòa My chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Phan Linh chốt đơn rồi nhá các chị nhá. Rồi. Chiếc áo này hiện tại là V9 nhá. V9 em có giá bán là 170.000 đúng không ạ? Chị Trí Thiện chốt đơn rồi ạ. Chị Hòa Mít chốt đơn, chị Cẩm Thị chốt đơn rồi. Các chị chỉ việc để lại cho em nhá, V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em sẽ chốt bằng sạch đúng không ạ? Hiện tại thì em sẽ không đọc chốt được cho các chị vì rất nhiều các chị đang comment V9 và kèm theo số điện thoại của mình. Em sẽ không đọc chốt được. Nên mong tất cả các chị thông cảm, cứ để lại cho em mã V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Với giá bán của chiếc áo này là V9 với giá bán 170 nhá. Để lại cho em V9 170 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Các chị ơi, có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng được không ạ? Chị Phương Nha ơi, 170.000 với mã là V9 được không ạ? Chị Phương Nha nhá. Rồi chị Thành Thu rồi, chị Lê Thọ 65kg một size XL cho em nhá. Rồi rất nhiều chị đang để cái mã V9 thì em sẽ không đọc chốt được không ạ? Các chị chỉ việc để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán của chiếc V9 là 170.000 nhá, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Rồi chị Nghi Theo, chị Lê Nga chốt đơn rồi, chị Trang Bống chốt đơn rồi nhá, cứ để lại cho em V9 thôi. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại, chị Tuyết Ma chốt đơn rồi nhá, chị Nhàn Phạm chốt đơn rồi. Rồi, em xin nhắc lại đúng không ạ?
Rồi, lấy cho chị cái áo size S đúng không ạ? Chị Tuyết Thu Nguyễn để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Các chị nhanh chóng chốt cho em cái mã V9. Em sẽ qua những cái mã khác ngay lập tức đúng không ạ? Nhanh chóng chốt cho em để em sẽ còn qua những cái mã khác bên em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Cứ để lại V9 cho em nhá. Rồi, còn chị nào thích chân váy xếp tầng đang mặc trên người đây với giá bán là 260 thì các chị cứ để lại cho em nhá. Chân váy xếp tầng và kèm theo số điện thoại của mình. Hiện tại đó em có 4 màu nhá. Màu hồng nu đúng không ạ? Màu hồng nút này, đây là màu khói được chưa ạ? Màu khói rất là sang luôn nhá. Màu hồng nút, màu khói, đây là màu trắng nhá. Còn hiện tại đang mặc trên người em là màu đen được chưa ạ? Màu đen thì thường là kết hợp quần áo sẽ dễ hơn. Váy bên thì có đủ size, hiện tại đang mặc trên người là size S nhá. Các chị chỉ việc comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thì bên mới chốt được đúng không ạ? Rồi, cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment nhé, chị Huỳnh Tấn Lộc nhé. Comment lại giúp em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Rồi, rất nhiều chị đang để V9 rồi. Cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Ok, chị Tuyết Thu chốt đơn, chị Trí Thiện chốt đơn rồi nhá. Cứ để lại cho em V9 ạ. Rồi, chị Huỳnh Tấn Lộc đúng không ạ? 46kg mặc size S cho em nhá. Chị Huyền Nguyễn 58kg mặc size L cho em đúng không ạ? Rồi. Ok, chị Thu Hoàng lấy mã nào của nhà em và coi lại cho em nhá. Chị Thế Nga chốt đơn V9 tiếp theo nhá. Rồi ok, chị Thu Đào chốt đơn rồi đấy ạ. Các chị chốt nhanh cho em cái mã V9 để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Thì em sẽ qua những cái mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Ok này, chân váy xếp tầng 260 nhá. Chị Hạnh Mít ơi, váy 260, chân váy 260, chân váy xếp tầng 260 có màu hồng nút này, màu khói và màu trắng rất là đẹp luôn nhá. Nên chị nào mà yêu thích các cái gam màu nào thì các chị cứ việc comment cho em nhá. Chân váy kèm theo màu mình thích và kèm theo số điện thoại. Chân váy hiện tại đang bán với giá bán là 260.000. Còn chiếc áo đang mặc trên người em là mã V9 có giá bán là 170.000 đúng không ạ? Các chị comment cứ để lại cho em nhá. Comment rồi, rất nhiều chị bên này đang để V9 kèm theo số điện thoại rồi đúng không ạ? Rồi, các chị ở đấy điện thoại cho em để chốt đơn nhá. Chị Mỹ Hiền Phan đúng không ạ? Chân váy 260 và áo là 170 đúng không ạ? Áo 170, áo mã V9 170 nhá. Chị Ngọc Dung và chị Nhím Cơ Còi đúng không ạ? Rồi, chị Đỗ Hương đấy, chị cứ comment cho em nhá. V9 kèm màu kèm số điện thoại. Chân váy của nó thì nó dài đến gần cái mắt cá chân nhá, rất là sang, rất là đẹp luôn được chưa ạ? Rất là xinh luôn. Chân váy hiện tại đang mặc trên người em có giá bán là 260 nhá. Rồi, cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Rồi, rất nhiều chị đang để comment cho em thì để comment mã V9 và số điện thoại rồi thì em sẽ không đọc chốt đúng không ạ? Em sẽ chốt sau nhá. Nên các chị chỉ việc để lại cho em nhá. Ok, là chị Huỳnh Hiệp đúng không ạ? Nói nhiều quá đúng không ạ? Nếu mà không nói nhiều quá thì em sẽ không bán được hàng. Và trong livestream mà không nói thì còn gì là cái like đúng không chị Huỳnh Hiệp? Rồi, để lại cho em V9 kèm màu kèm số điện thoại thì em sẽ qua những mẫu khác ngay tức đúng không ạ? Nhà em này rất là nhiều mẫu đúng không ạ? Cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Em sẽ chốt bằng sạch cái mã V9 đúng không ạ? Các chị nhanh chóng cho em để còn qua những mẫu khác nhé đúng không ạ? Chốt lót cho em cái V9 nha, em sẽ qua những mẫu khác luôn đúng không ạ? V9 em thì vẫn có giá bán là 170.000 nhá. Giá này là giá áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Rồi, cứ để lại cho em V9 với giá bán 170 cho em nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn. 170.000 một chiếc áo V9 này thôi nhá. Rồi, cứ để lại cho em V9 với giá bán 170 được chưa ạ? Rồi. V9 em có giá bán 170 nhá. Các chị cứ để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Em sẽ qua những cái mã khác của bên em thật nhanh nhá. Chị Hà Thủy bây giờ mới vào đúng không ạ? Một áo là V9 với mã V9 170 nhá. Còn chân váy 260 chị Kim Khanh nhá, để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Ok, chị bắt một mí nhá. Ok, chị Hương Lan chốt đơn rồi. Đấy, các chị cứ việc để lại cho em mã V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment thôi thì em sẽ chốt hết bằng sạch đúng không ạ? Rồi, chị Hà Bùi 52kg mặc size M cho em nhá. Chị Min Baby đúng không ạ? Áo đang mặc mã V9 với giá bán của chiếc áo này là 170.000 nhá chị Min Baby nhá. Rồi chị Hy Vọng Mong Manh áo 170 mã V9 để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi chị Thu Hoàng chốt đơn rồi. Cứ để lại cho em mã V9 để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh cho cả nhà mình đúng không ạ? Nhanh chóng comment cho em V9 nhá. Chân váy bên em hiện tại đang bán với giá 260 đúng không ạ? Rồi chị Nhung đặt chốt đơn rồi đấy ạ. Chân váy hiện tại đang bán với giá là 260.000. Có rất là nhiều màu luôn nhá. Rồi chị Liêu chốt đơn rồi đấy ạ. Màu hồng nu này, đây là màu khói, còn đây là màu trắng đúng không ạ? Chân váy bên em có giá bán là 260 nhá. Với giá bán 260 chân váy xếp tầng rất là xinh luôn, có 3 tầng rất là sang luôn nhá. Các chị có thể kết hợp với áo 2 dây này, áo 2 dây hoặc là áo như em đang mặc rất là xinh, hoặc có đại diện một set đúng không ạ? Ví dụ như là các chị mặc chân váy đen thì các chị có thể kết hợp với cái áo này nhá. Các chị màu đen, các chị có thể lấy chân váy màu đen và kết hợp với rất là nhiều áo nhá. Chân váy đen kết hợp với cả cái áo màu da này rất là sang luôn được chưa ạ?
chân váy đen kết hợp với áo màu da. Chị nào mà thích lấy cả set của em thì comment cho em cả set V9 nhá. Và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chân váy dài tới lỗ lỗ đúng không ạ? Tới cái mắt cá chân lỗ lỗ một chút nữa, rất là đẹp luôn nhá. Chị Lê Liễu thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hương Quỳnh đúng không ạ? 66kg bằng size XL cho em nhá. Nó nhiều quá đúng không ạ? Ok, chị Ruby giờ mới vào đúng không ạ? Chị Bánh Gạo 170 mấy mã là V9 đúng không ạ? Rồi, chân váy là 26, một chiếc màu đỏ đất nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Chị Thúy An Trần ơi 170 nhá. Chị Hà Mùi thấy chị này, chị Mỹ Hạnh cũng thấy chị luôn nhá. Rồi, chị Hiền Nam em thấy chị rồi đấy ạ. Các chị mua hàng của em, các chị có thể các chị cứ việc comment cho em mã kèm màu kèm theo số điện thoại để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Cho nhanh chóng và ngắn gọn đúng không ạ? Chân váy 260 nhá. Chân váy chị Hiền Nam ơi, chị có thể comment lại em trả lời câu hỏi của chị đúng không? Tại vì cái lượng comment rất là nhiều để em còn qua những mẫu khác thật nhanh chóng đúng không ạ? Rồi. Mạng yếu một cái mà người xem tụt hẳn một nửa luôn. Đang 4-500 người xem mà giảm một phát xuống còn 200 người xem. Rồi. Không phải thấy đâu đâu chị ấy ạ. Nhà em mạng đang có vấn đề một chút. Kiểu như là mạng yếu một phát đi thì là cái wifi nó sẽ trở thành cái trạng thái đang ghi. Đấy, đang mờ quá đúng không ạ? Chị thấy hình đang mờ đúng không ạ? Ôi rất là buồn luôn đúng không ạ? Các chị đang không xem online của em, wifi nhà em có vấn đề thì các chị có thể ao ra và vào lại cái livestream này của nhà em nhé. Để lại cho em mã V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Rồi, rất nhiều chị đang để mã V9 bên này đúng không ạ? Ok, chị Lê Ngân nhá, V9 170 nhá. 170 chị Ngân Nguyễn Thị Hiền Ốc nhá, giá bán 170. Chị Hồng Xuân thấy chị này, chị bánh gối có dăm không chị đúng không ạ? Dăm em có hai loại dăm, dăm trễ vai, dăm hoa trễ vai và dăm không trễ vai đúng không ạ? Dăm nhà em rất là rẻ luôn nhá, cái dăm không nhỉ? Đây là dăm nhà em đúng không ạ? Dăm là dăm trễ vai và không trễ vai thì chị nào mà thích cái dăm này nhà em thì để lại cho em nhá. Dăm trễ vai kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Dăm trễ vai rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Đúng không ạ? Để em chốt nốt cái mã này nhà em nhá. Các chị ơi, các chị đang xem live của em thì các chị có thấy cái livestream bị mờ không ạ? Tại vì là vừa xong cái wifi của em là có vấn đề gặp trục trặc một chút ấy. Cái wifi nó bị kết nối kém ấy, mạng kém, thế là đang người xem rất là nhiều, rất là đông luôn đúng không ạ? Thế nên lại ao một phát một lửa ra. Rồi, đầm bơi luôn không có nhá. Chị Đạt Phạm 58kg mặc size L cho em nhá. Chị Tu Hoàng để em một chút. Chị Hiền Ốc 55kg mặc size L cho em nhá. Chị Bé Tốp này, chị Bánh Gạo, chị Hiền Ốc. Ôi, rất nhiều chị đang để đúng không ạ? Các chị ơi, em sẽ nói lại với các chị để các chị chốt cho nhanh cái mã V9 này để em qua còn qua những cái mã khác của bên em đúng không ạ? Rồi, chốt cho em nốt cái mã V9 đi để em còn qua cái mã khác của bên em nhá, đúng không ạ? Các chị thông cảm cho em tại vì cái wifi em đang gặp trục trặc một chút nhá, nên là cái mạng hơi bị mờ một chút, thì các chị cố gắng là ao ra vào lại cái livestream nhá. Ok, chị Phương Vũ ở rõ lắm mà, bên này thì bảo có mờ, bên này thì bảo là rõ lắm, bên này thì bảo mờ đúng không ạ? Rồi chị Thu Hoàng nhá. Rồi thế này các chị nhá, em sẽ chốt cái mã V9 này trong khoảng 3 phút nữa đúng không ạ? Trong 3 phút nữa em sẽ qua những mẫu khác từng mã một nhá các chị nhá. Mỗi một mã thì em sẽ chốt, mỗi một mã thì em sẽ qua thật nhanh đúng không ạ? Chốt trong 10 phút nhá đúng không ạ? Chị Hiền Ốc V9 vai đúng không ạ? V9 thì là đây, V9 đây chị, giá bán 170 nhá. Chị Hiền mặc bây giờ vào đúng không? V9 170 chị nhá. Rồi không bị ngắn nhá chị nhá. Áo không bị ngắn đâu chị nhá. Chị Đạt Phạm nhá. Chị Chi Chi 50kg mặc size M cho em nhá, để lại cho em nào. 170 chị Nguyễn Theo này. Các chị ơi, có mã có số điện thoại mình thì mới chốt được hàng các chị nhá. Không có mã, không có số điện thoại thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ?
đúng không ạ? Để em qua nhanh các mẫu khác nhé. Các chị mà đang xem live của em thì có thấy live stream bị mờ thì các chị có thể out ra nhé, out ra và vào lại cái live stream này, tại vì là vừa gặp trục trặc một chút về cái vấn đề wifi một chút đấy ạ, cho nên là người xem giảm một lửa luôn đấy ạ, đúng không ạ? Vải rất là mát luôn chị Bình nhá. Chị Anh Summer 170 nhá, set đi ăn cưới mặc chân váy nhá, chị có thể kết hợp chân váy rất là đẹp luôn nhá. Chân váy này thì kết hợp với rất là nhiều áo. Chân váy bên em thì chân váy em có 4 màu, màu nu, màu khói và màu trắng, với giá bán của chiếc chân váy này là 260.000 các chị nhá. 260 chân váy đúng không ạ? Chân váy màu đen thì có thể kết hợp với áo màu đỏ đất hoặc là màu da đang mặc trên tay đây, đúng không ạ? 47kg chị mặc size S cho em chị Châu Lê nhá. Hoàng toa trước cho em chưa đúng không ạ? Gửi hàng toa trước cho em chưa, chị là mã nào nhỉ? Ôi thế chị Kiên đang nhận được hàng của em á chị. Thế thì em sẽ kiểm tra hàng của chị nhá. Chị Phương Vũ ơi, rồi em sẽ qua một cái mã khác V68 nhá. Rồi chị Ngọc Diệp chốt đơn, chị Chi Chi chốt đơn. Ơ chị Chi Chi, chị Châu Lê ơi, 47kg mặc size S cho em để lại V9 nhá. Chị Chi Chi có thể comment lại cho em là V9 và kèm màu, kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment như tất cả mọi người đang để đúng không ạ? Cứ để lại cho em nhá, V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Có số điện thoại có mã mới chốt được hàng, còn không có số điện thoại không có mã sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Chị Ngân Nguyễn ok chị yêu của em nhá, chị Ngân loan tạ cũng thế luôn này. Chị Thúy An Trần V9 170 màu đỏ đất đúng không ạ? Chị muốn lấy màu đỏ đất là 170.000 nhá, 64kg thì chị mặc size L cho em nhá. À, em nhầm, 64kg chị mặc size XL cho em nhá. Chị Chi Chi lấy chân váy đen luôn thì comment cho cả set V9 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Mà chị Diễm Phạm đúng không ạ? 170 chị Diễm Phạm nhá. Chị Lưu Tuyết ok chị yêu của em nhá, 63kg mặc size XL cho em nhá, comment cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Em sẽ nhắc lại cái size áo của cái chiếc V9 này đúng không ạ? V hiện tại đang mặc trên người em đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người em nhá, là mã V9 với giá bán của nó là 170.000 nhá. Có 3 màu, màu đỏ đất, màu đen và đây là màu da được chưa ạ? Hoặc màu da, hoặc các chị có thể lấy cả set nhá. Cả set thì các chị kết hợp dễ hơn. Chân váy của nó là 260 nhá, chân váy 260, màu nu, màu khói và màu trắng nhá. Ví dụ như các chị có thể mặc chân váy màu trắng và kết hợp với cả cái áo màu đen rất là sang luôn. Hoặc các chị có thể kết hợp với chân váy đen kết hợp với áo màu da rất là sang luôn đúng không ạ? Chân váy đen về áo da nhá. Hoặc là chân váy trắng với áo đen cũng rất là sang luôn. Hoặc là chân váy màu nu, màu nút này với cả cái áo màu da hoặc màu đen rất là sang luôn. Chân váy sáng màu thì các chị kết hợp với màu tối màu cho em cho nổi bật nhé. Chân váy 260 nhé, 260 chị Thúy Mùi nhá. Chị Thúy Mùi 260 chân váy. Các chị chỉ việc comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé, đúng không ạ? Rồi, size XL nhé bạn, ok chị yêu để lại cho em nhé. Chị Diệu An cũng để lại cho em mã kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đi chị nhé. Rồi áo đang mặc 170 chị Vũ Trúc nhá, 170 nhá, để lại cho em comment nhá. Để em một chút em lấy cái sạc pin đúng không ạ? Rồi 170 chị Nguyễn Ngân nhá, comment cho em nhá. Đây là V68, không phải V8 đâu chị Lương Ngô nhá. Áo xuân đó là áo nào chị nhỉ? Rồi, em sẽ qua mẫu khác nha, rồi em sẽ qua mẫu khác ngay đi ạ. Còn chị nào mà cứ thích V9 comment cho em V9 kèm màu kèm theo số điện thoại, còn thích chân váy cứ việc comment chân váy kèm màu kèm theo số điện thoại nhá. Em sẽ qua nhanh một cái mã khác này để em còn qua một cái mã khác luôn nhà em đúng không ạ? Em đang cầm trên tay là một cái mã V68 đúng không ạ? Mã V68 áo màu mã V68 với giá bán của nó 180 nhá đúng không ạ? Có rất là nhiều màu luôn. Đây là màu da này, màu da, đây là màu đen, còn đây là màu màu xanh nhá, màu xanh rất là sang, rất là lạ luôn. Hôm trước thì em có bán cái set này rất là chạy luôn các chị nhá. Rồi, chị Tuấn Ngọc Vũ để lại cho em mã kèm màu kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment. Tại vì là chị để mỗi cái số điện thoại không thì em sẽ không chốt được hàng nhá. Cứ để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại. Rồi em sẽ qua cái này nhá. Chị lấy chân váy đúng không ạ? Chân váy đây chị, chân váy thì cực thì sang luôn các chị nhá. Kết hợp với bất cứ cái gì, đi dép trường leo này hoặc bất kỳ cái gì đều ok hết nhá. 170 chị Vân Vân nhá, comment cho em nhá. Rồi, V9 màu đỏ đất nhé đúng không? Ok chị yêu của em này, comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá đấy, cục sạc khác, cục sạc này đều nó hay bị ấy á. Rồi, 170 chị Hoa Hùng này, chị Đinh Tuyết 170 nhá. Rồi, cứ comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của chị. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Nên các chị mua hàng của em thì các chị thấy đúng không ạ? Có mã, có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Chị Vũ Trúc đúng không ạ? 170 nhá chị Vũ Trúc nhá. Rồi, chị Thúy Bumi đúng không ạ? V9 cả áo váy không, chính xác không phải đúng không ạ?
V9 đang mặc trên người thì là có giá bán 170 nhá. Còn chân váy thì có giá bán 260. Chị nào mà thích lấy cả set V9 của em nào trên người thì comment cho em cả set nhá. Cả set của em thì có thể các chị có thể kết hợp rất nhiều thứ luôn. Chân váy trắng với áo đen, hoặc chân váy đen với màu đỏ đất, hoặc chân váy màu khói với màu đen, đúng không ạ? Thực sự kết hợp một set này mặc đi chơi thì nó quá là sang chảnh luôn đấy các chị nhá. Cả set đúng không ạ? Cả set thì 170 cộng 260 cộng tiền ship cho em 30.000 là ok, là cả set luôn. Thực sự rất là rẻ luôn, có khoảng 300.000 hơn 300.000 chút thôi là mình có một set mặc đi chơi rất là ok rồi nhá. Kết hợp thêm với một đôi dép trở leo rất là sang. Lâu đấy dép trở leo ấy. Đâu hộp nhá. Các chị có muốn em sang một cái mã dép nhé em ạ? Dép thực sự rất là sang, kết hợp với set này thì vô cùng sang luôn nhá. Rồi, chị nào thích cả set cho em thì comment cho cả set V9 và kèm theo số điện thoại nhá. Chân không, chị Hiền Nam thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hoài Ngân đúng không ạ? Chân váy 260 nhá, để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Váy còn gì nhỉ? Váy giá bao nhiêu đúng không ạ? Váy thì chân váy 260 nhá, còn áo là 170 nhá. Mã V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Cái váy này đang bị hết pin này. Rồi. Áo bên em có rất nhiều màu này. Áo bên em tại để có màu đỏ đất nhá, màu da, màu đen rất là sang. Chị nào mà thích lấy cả set V9 đang mặc trên người thì comment cho em cả set nhá. Hoặc các chị có thể kết hợp thêm đúng không ạ? Kết hợp với một cái này rất là sang luôn nhá. Chị nào thích V68 thì comment cho em V68 với giá bán 180 nhận không ạ? V68 180 nhá, có 3 màu, màu xanh, màu đen và màu da rất là đẹp luôn. Em sẽ qua một cái đôi dép chờ leo để kết hợp với cái mã này đúng không ạ? Sẽ rất là sang luôn nhá, thực sự rất là sang luôn đấy ạ. Rồi, cứ comment cho em nhá đúng không ạ? Chị nào mà thích cái mã này của nhà em rồi thì có thể mua thêm một đôi dép chờ leo nhà em, thực sự rất là sang luôn nhá. Một cái đôi dép chờ leo này hơi vô cùng sang luôn nhá đúng không ạ? Kết hợp với rất là nhiều thứ luôn nhá. Các chị mà diện cả set này rồi kết hợp thêm một cái đôi dép này nữa thì vô cùng sang luôn đấy ạ. Cả set là 170 cộng với 260 cộng tiền ship 30.000 thôi chị Hoa Ban Tây Bắc nhá. Các chị ơi, các chị lên mua cả set đi ạ. Mặc cả set thì bao giờ cũng sang hơn, kết hợp thì nó chuẩn hơn nhá. V68180 nhá chị Thúy Sông Mi nhá. Để lại cho em V68 và kèm theo số điện thoại nhá. Chị Lương Ngô chân váy 260 nhá. Chị Nguyễn My 67kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Ok, chị Tuyết Thu Nguyên lấy cả set thì comment cho em này. Cả set V9 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Linh Trần đúng không ạ? Áo 170 mã V9 nhá. Chị Lan Ngọc này, áo 170 comment cho em 170 đúng không ạ? Cái set A28 18k vừa xong thì em đã bán bằng sạch cái mã A28 vừa xong rồi nhá chị Saki đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ em đã quay ra bán hàng rồi, xả một loạt cái set A28 vừa xong là hết hàng rồi, còn tồn cả 100 chiếc. Lên nó xả toàn bộ ấy rồi, các chị nhớ đi điện thoại cho em để chốt được hàng 18k với những cái set A28 đầu tiên em bán nhá. Còn hiện tại thì em đã quay ra bán hàng với cái những cái sản phẩm khác nhà em, sản phẩm mới nhà em rồi đúng không ạ? Rồi chị Thu Hoàng, chị Thúy Phương chốt đơn rồi nhá. Cả set thì là áo 170, chân váy 260 đúng không ạ? Các chị có thể kết hợp với một đôi dép chờ leo đang em đang cầm trên tay rất là sang và rất là đẹp luôn, sang chảnh luôn nhá. Các chị có thể kết hợp với một cái đôi dép chờ leo của cái set này thì thực sự là quá là sang luôn nhá. Dép này hiện tại em đang bán với giá là 260 nhá. Nên chị nào mà có yêu thích cái đôi dép chờ leo nhà em với giá 260 thì comment cho em dép chờ leo nhá. Với giá bán của là 260 được chưa ạ? 260 đôi dép này kết hợp với cái set này đi chơi thì thực sự là quá là sang chảnh luôn, quá là sang luôn nhá. Rồi, ok chị Trang Bùi nhá, chị Nguyễn Thảo đây cả set đúng không? Ok, cứ để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Kèm theo cả chiều cao cân nặng luôn cho em thì tốt luôn nhá. Chị Vi Tiền lấy cả bộ đang mặc thì comment luôn cả set V9 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Rồi chị Hoa Ban Tây Bắc em đã trả lời chị rồi nhá. Một áo 170 mã V9 còn chân váy thì là 260 nhá. Rồi chị Oanh Nguyễn chốt đơn rồi, chị Thảo chốt đơn rồi nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái đôi dép của nhà em này kết hợp với cái set này thì có thể comment cho em nhá. Dép kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Dép của mình và kèm theo số điện thoại nhá. Với giá bán cái chiếc dép này thì là một cái đôi này là thì là 260 đúng không ạ? 260 rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Ok, chị Oanh Nguyễn chốt rồi, chị Hồng Nguyễn chốt rồi nhá. Chị Phương Nga chốt hàng cho chị rồi nhá. Rồi ok, cứ để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chiếc dép này nhà em là một chiếc dép và đôi dép này nhà em đôi dép rất là đẹp luôn nhá. Kết hợp thì thực sự là rất là chuẩn luôn ạ. Mà giá bán của nó là chỉ có 260.000 thôi, rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Sơ mi nữ thì hiện tại thì em không bán nhá chị ạ. Sơ mi nữ thì chị có thể xem lại những cái livestream khác của em nhá chị nhá. Chân váy 260 đúng không ạ? Chân váy em bán là 260 chị nhá. Còn dép đang bán là 2
chân váy 260 và dép chờ leo cũng là 260 luôn nhá. Nên chị nào mà muốn mua dép chờ leo thì em, các chị ơi, các chị đừng so sánh dép em với dép hàng chợ. Đây là chờ leo rất là sang, rất là đẹp luôn. Thực sự rất là đẹp luôn các chị nhá. Giá bán của nó chỉ có 260.000 thôi nhá. Rồi, ok chị Lucky chốt đơn cả set màu đen đúng không ạ? Chị Hoa Hùng chốt đơn rồi nhá. Rồi, cứ để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment nhá. Còn chị nào mà muốn mua cả set cho em thì cứ comment cho em cả set. Còn chị nào mà thích mua đôi dép của em thì cứ comment ở đôi dép cho em nhá. Rồi, nhanh chóng cho em comment cho em nhá. Dép kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị Lê Liễu chốt đơn, chị phía trên chắc chị để rồi thì chắc là chốt rồi đấy ạ. Chị Vi Tiến rồi mới vào đúng không? Chị Vi Tiến ơi, mã của em là mã V9 nhá. V9 với giá bán của cái chiếc áo này thì là 170.000 nhá. Đầm body thì em sẽ like ở những cái live stream sau đúng không ạ? Mua hai chiếc thì em không free ship được, mua hai chiếc tại vì em bán giá rất rẻ rồi. Hiện tại trên cửa hàng bán là 250 nhưng trong live stream này đã giảm từ 250 xuống còn 170.000, rất là rẻ hôm nay rồi các chị nhá. Cái giá này là giá bán áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Ok chị Thúy Ngoan Huyền đúng không ạ? Có thể inbox lại cho em để em kiểm tra hàng của chị nhá. Đôi dép của em thì có size từ size 35, từ size 34 cho size 39 đúng không ạ? Dép từ size 34 tới size 39 nhá. Rồi chị Ngân Thủy ơi, để lại cho em V9 và kèm theo số điện thoại của mình với giá bán 170 đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích chiếc dép đôi dép chờ leo của em thì cứ có việc comment cho em nhá. Dép chờ leo và kèm theo số điện thoại của mình. Size của chiếc dép này, của đôi dép này từ 34 cho đến 39 cho em có đủ size nhá. Có hai màu nhá, màu đen và màu trắng được chưa ạ? Màu đen màu trắng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái chiếc chân, cái chân váy nhà em đang mặc trên người đây, chân váy xếp xếp tầng 3 tầng đúng không ạ? chị mặc áo đen đi chị đúng không ạ? Áo đen hay là thế này các chị nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang màu đen đúng không ạ? Em sẽ chuyển sang là kéo lên màu đen, thay cái màu đen cho chị nhìn đúng không ạ? Chị đợi em một lát thì em sẽ đi thay cái màu đen đúng không ạ? Màu đen kết hợp với cũng màu đen thì sợ kết hợp với chân váy không hợp lắm. Em sẽ ôm thử cho chị xem nhá, màu đen nhá. Đúng không ạ? Màu đen thì các chị kết hợp với chân váy màu sáng màu này, như màu hồng nu, màu khói hoặc màu da đều ok hết nhá. Rồi, cứ để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại đi ạ. Rất nhiều chị về đang để đúng không ạ? Cứ để lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu da đi chị đúng không ạ? Màu da thì vẫn ok ok, màu da cũng đẹp chị nhá, màu da cũng đẹp. Em sẽ ướm thử màu da chị xem đúng không ạ? Màu da rất là sang luôn. Mà với giá bán của chiếc áo này là 170.000. Nên chị nào mà yêu thích cái chiếc V8 nha em thì để lại cho em nhá. V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Trang Mèo nhá. 170 mã V9 được không ạ? Chân váy maxi là 260.000 nhá. Chị Mít Lường gọi chị Mít Lười comment cho em nhá. Chân váy xếp tầng và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi chị Oanh Nguyễn bảo em mặc màu da đúng không ạ? Màu da thì em đã ướm thử về rất là sang rồi đúng không ạ? Em rất là ngại thay nhá. Tại vì là kết hợp nhà cho mọi người nhìn cho đẹp đúng không ạ? Màu đen với cả màu đất thì bao giờ cũng sang hơn nhá. Ok chị Thủy Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Chị nào mà hơi gầy gầy nhem một chút thì các chị có thể mặc sang màu sáng màu nhá. Màu sáng màu, chân váy sáng màu hoặc màu sáng màu ấy. Áo sáng màu thì cũng rất là ok. Hoặc là chị nào có thể mà chị nào mà hơi mập một chút ấy thì các chị có thể mặc sang màu áo đen. Áo đen kết hợp với cả chân váy màu áo đen này kết hợp với cả cái chân váy màu nu này, màu trắng hoặc là màu khó đều rất là đẹp luôn các chị nhá. Ok, chị Thúy Nguyễn lấy V9 màu nâu comment cho em, cứ để lại comment thì mình có đơn hàng được không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng nhá đúng không ạ? V16 hình như đấy là maxi chính xác rồi chị, V16 đúng không ạ? Chị biết lời comment xem lại cho em những cái livestream trước nhá. Và để lại cho em V16 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi chị Oanh chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi chị Oanh Huệ Nguyễn bây giờ vào đúng không ạ? Giá bán 170 mã V9 nha em nhá đúng không ạ? Rồi chị nào có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Còn không có mã và không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Vi Tiến 45kg một xe ép nhá, chị với anh 170 nhá, vừa giá bán rất là đẹp, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Còn chị nào mà thích cái chân váy nhà em thì cứ việc comment cho em chân váy 260 đúng không ạ? Chân váy 260 có 4 màu nhá, màu đen, màu trắng, màu khói và màu nâu, rất là đẹp luôn, rất là nổi luôn đấy ạ. Ok, chị Trang Bích đúng không ạ? Bao nhiêu đúng không ạ? 170 giờ chị vào đúng không? Chân áo bên em thì có mã là V9 và vừa giá bán của nó 170 nhá, rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị Trang Mùi sao không thấy đâu, chị comment lại em trả lời câu hỏi của chị nhá. Rồi còn chị nào yêu thích cái mã V9 của em nữa không thì cứ comment cho em B9 nhá. Em sẽ qua lại cái mã mã V68 nha em đúng không ạ? V68 nha em, chiếc mặc rất là sang. Trong một livestream bán được khoảng gần 200 chiếc một cái livestream trong khoảng 10 phút thôi. Rất là sang luôn nhá. Thường thường là các chị mua trong livestream thì bao giờ mình cũng được hưởng cái giá ưu đãi nhá. Cho em xem váy đằng sau có đính ngọc trai đúng không ạ? Đây không phải váy, đây là áo chị ạ, set A 28 chị ạ. Em sẽ qua cái mã V68 nha em nhá. Chị nào mà thích cái mã V68 với giá bán của nó là 180.000 thì comment cho em V68, mã này V68 nhá. V68 180 được chưa ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Đây là màu đen nhá.
Còn đây là màu xanh rất là đẹp luôn, V68180. Thực sự cái màu rất là sang, rất là đẹp luôn. Chị Hằng Nguyễn ơi, V9 của em thì có giá bán 170 á, để lại cho em V9 nhá, kèm màu kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Còn chân váy em vẫn bán chân váy là có giá bán là 260.000 nữa chị nhá. Em sẽ qua lại cái dăm này đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái chiếc váy cái chân váy van này vô cùng sang thì em chân váy van mặc siêu sang chảnh, siêu sexy luôn thì để lại cho em comment. Chân váy này hiện tại em bán 250 nhá. Chân váy này có giá 250, mặc vào rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Còn chị nào thích dăm các thì các cứ cho chị có comment để cho chị xem nhá. Các chị mà không thích cái chân váy này thì có thể chuyển sang cái chân váy này rất là sang này. Chân váy van xếp tầng, đây cũng là xếp tầng nhá, rất là sang, rất là đẹp luôn. Mà giá bán của chiếc váy này chỉ có 250 thôi. Mặc mùa hè thì thực sự là vô cùng sang, vô cùng đẹp, siêu siêu sang đẹp luôn nhá. Chị Tùng Dương Bắc Ninh đúng không ạ? Áo mã V9 và có giá bán là 170.000 nhá, chị Tùng Dương Bắc Ninh nhá. Chị My Lan Phạm hiện tại đang mặc trên người là size S nhá và giá bán của nó V9 là 170.000 nhá. 170.000 V9 được chưa ạ? Chị Thu Thủy ơi, áo mã V9 với giá 170.000 nhá chị nhá. Chân váy dài do lỡ tới kiểu như gần tới mắt cá chân chị nhá. Rồi chị Thu Hoàng chốt đơn, chị Đinh Tuyết chốt đơn rồi nhá, chị Ngân chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào mà yêu thích cái mã nào nhà em thì cứ để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Chân váy thì vẫn có giá 260, còn áo thì là mã V9 với giá bán của nó là 170 các chị nhá. Còn chân váy xếp tầng màu xanh đen này nhà em thì vẫn có giá bán là 250 được chưa ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái chân váy này thì các chị có thể kết hợp với cả áo hai dây mùa hè, áo hai dây mặc ở nhà rất là sang luôn nhá. Chị Phương Vũ đúng không ạ? Em mặc mã 180 cho chị xem đúng không ạ? Rồi thế bây giờ em sẽ chuyển sang cái mã V68 nhá đúng không ạ? Em sẽ chuyển sang cái mã V68 một tí nhá. Một lát nhá. Sẽ chuyển sang cái mã V68 nhá. Ok, chị Đinh Tuyết lấy màu da ok chị nhá. Đứng lên cho chị xem đúng không ạ? Áo 170 mã V9 nhá, chị Phương Trần nhá. Em sẽ qua cái mã V68 thử, mã V68 kết hợp với lại không hợp lắm. V68 phải kết hợp với cái mã khác mới hợp. Thôi thế này các chị nhá. V68 thì em sẽ cầm được không ạ? Tại vì hiện tại em rất là ngại thay chân váy ấy. Chị lấy áo nâu đúng không ạ? Chị Lam Thanh lấy áo V9 thôi thì comment cho em V9 nhá, chị Lam Thanh nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Còn đây là cái chiếc đây là cái mã V68 bên em nhá. Mã V68 bên em rất là đẹp, rất là sang luôn. Chị nào mà yêu thích cái mã V68 của em có giá bán là 180.000 thì cứ việc comment cho em nhá. V68 và kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái chiếc chân váy của em có 4 màu đây, màu hồng nu, màu khói và màu trắng. Hiện tại đang mặc trên người là một cái chiếc chân váy màu đen, mặc mùa hè thực sự rất là thoải mái, rất là mát luôn các chị nhá. Mùa hè đến rồi thì các chị lên sóng cho mình một chiếc chân váy đi, em thấy rất là hợp lý đấy ạ. Ok chị Kim Yến ơi, áo A2818K hết sạch ngay đầu chương trình rồi chị nhá, đã bán sạch bằng sạch rồi nhá. Chị Hiền Mập cho chị một cái đúng không ạ? Để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá, chị Hiền Mập nhá. Chị Loan Thanh comment cho em V9 và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Hoàng Phương Dung comment lại cho em nhá. Chị comment mã một dòng số điện thoại một dòng thì sẽ không chốt được hàng đâu chị đúng không ạ? Nên chị để việc đấy, chị Hoàng Nguyễn ok chốt đơn. Chị Hoàng Phương Dung comment lại cho em như chị Hoàng Nguyễn đang comment đúng không ạ? V68 màu xanh và kèm theo số điện thoại của mình. Hãy comment như thế nhá thì em mới chốt được hàng, tại vì là nhiều khi đơn hàng nhiều quá nó sẽ bị trôi đơn của chị rất là nhiều đơn một ngày ấy. Cho chị coi áo đúng không ạ? Đây chị, đây là mã V68 nha em, thì có màu xanh nhá. Màu xanh, đây là màu đen. Còn đây là màu da được chưa ạ? Với giá bán 180 nhá. Chị Phương Linh ơi, hết 18k set A28 đầu tiên bán cho chị, bán hết từ ngay đầu chương trình rồi chị nhá. Đầm thì chị có thể chuyển sang đây. Chân váy thích không ạ chị? Chân chị Hiền Phan, chân váy với giá bán 260 nhá. Áo đang mặc nhé đúng không ạ? Rồi comment cho em V9 chị Hiền Phạm Hiền Mập nhá. Comment cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment nhá. Bây giờ mới chị mới vào được đúng không ạ? Ok chị Hiền Mập comment lại cho em nào. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Còn chị nào mà thích dăm trễ vai nhà em nhá. Dăm trễ vai nhà em thì vô cùng sang luôn. Mà giá bán cũng vô cùng rẻ luôn, chỉ có 220.000 thôi. Một chân váy mà lại có quần nữa. Ở dưới của nó là quần các chị nhá, ở dưới là quần. Còn ở trên của nó là mặc hai kiểu trễ vai và không trễ vai nhá. Dăm này là dăm trễ vai vừa giá bán 220.000. Nên chị nào mà thích cái mã chân cái mã dăm nhà em thì để comment lại cho em nhá. Chị Hoàng Thị Ọn bây giờ ấy vào đúng không ạ?
V9 nhá chị nhá, V9 170 comment cho em V9 170 nhá, với giá bán là 170.000 thôi. Ok, chị Hà ngồi chốt Nga Hồ chốt đơn rồi đấy ạ. Chân váy 260 chị Phương Linh nhá. Chị Tùng Dương Bắc Linh chốt đơn chị rồi đấy ạ. Chị đang hỏi giá bao nhiêu đây? Chị Lam Thanh ơi, 88 thì ngọc 88 vẫn bên quá sai nhá. Cứ gửi lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái dăm trễ vai thì em cứ việc comment cho em nhá. Dăm trễ vai có giá bán là 220 thôi. Rồi chị Mai Hương chốt đơn chị rồi đấy ạ. Chị muốn xem kết nối mạng yếu cho nên là nó sẽ ở trạng thái đang ghi hình ấy. Chân váy dài đến mắt cả chân, gần đến mắt cả chân nhá chị Linh Đan Trần nhá. Áo đang mặc mã V9180 nhá chị Bích Tuyền, để lại cho em nhá, mã kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Hoàng Phương Dung cũng comment lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn được không ạ? Rồi chị Bắc Linh xuất đơn nhá. Em cảm ơn anh Quy Gia nhá. Chị sao chị xem không trễ vai đúng không ạ? Chị Tuyến Đỗ đúng không ạ? Dăm không trễ vai thì nhà em có cái loại dăm 2 giây đúng không ạ? Dăm 2 giây nhà em đây. Áo mã V9170 chị Mỹ Hiền Phan comment cho em đúng không ạ? Đằng sau của chiếc áo này thì là nó như thế này đấy ạ, nó cũng như đằng trước thôi. Khác một tí là của nó thì là không có cái cúp đằng sau. Đằng sau nó kéo này như này đấy ạ. Đằng sau như thế này các chị nhá. Còn đằng trước thì nó sẽ có 1 2 3 cúp. Đằng trước 3 cúp được chưa ạ? Chị Hiền mặc xem lại màu đúng không? Ôi em nói nhiều quá em đói cả họng. Chị Hoài Nguyễn áo là mã V9 với giá bán là 170 nhé chị Hoài Nguyễn nhé. Váy van xếp tầng 260 nhé chị Thu Hoàng comment cho em chân váy nhé. Chị Cẩm Tú Nguyễn ơi chân váy 260 nhé. Áo này mã V9 mà 170 đúng không ạ? Em nhắc lại đúng không ạ? Cái chị nào mà thích cái chân váy của em với giá 260 thì cứ việc comment cho em nhé. Chân váy 260 và kèm theo số thật của mình cho em nhé. Màu hồng nu, màu khói và màu trắng rất là đẹp luôn. Và hiện tại đang mặc một chiếc màu đen nhá. Màu đen thì thường thường thì kết hợp cũng sẽ dễ hơn các những màu khác đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, màu đen thì rất là sang luôn. Màu đen thì là váy chân váy này được giá bán 260 nhá. Áo thì là 170.000 nhá chị Hoàng Phương Dung nhá. Chị Lan Tây ship Hồ Chí Minh 30.000 tại xe ở ngoài Hà Nội. V9 này ạ, V9 màu da, màu dạng rất là sang luôn. Zoom thì bên em có dăm, bên em có hai loại, dăm trễ vai và cái dăm 2 giây đúng không ạ? Dăm 2 giây thì là giá bán 180, còn dăm trễ vai của nó thì là 220 nhá. Dăm trễ vai có 220. Sơ mi chị có thể xem những cái livestream khác của em nhá. Chị Linh Đan Trần mét 53 lặng 49kg mặc size M cho em nhá. Áo đầm trễ vai đúng không ạ? Áo đầm trễ vai, đây là áo này hay áo nào? À thế chị hỏi cái dăm đúng không ạ? Chị Mỹ Hiền Phan 220 chị ạ. Chị Phương Trần áo đang mặc xem với đúng không ạ? Em đã vừa giới thiệu rồi mà. Xếp ở ngoài Hà Nội chị ạ. Đây là dăm 2 giây của bên em đây, dăm 2 giây đây, dăm 2 giây bên em thì có giá bán là 180 nhá. Chị nào mà yêu thích cái dăm 2 giây dăm quần thì comment cho em dăm quần 180 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Đây là dăm quần của nhà em đây, với giá bán của nó là 180.000 các chị nhá, 180.000 thôi ạ. Rồi. Rồi còn chị nào muốn sở hữu chiếc áo V9 em không thì để em kết thúc của livestream này nhá. Ok, chị Hiền mặc chốt đơn V9 rồi. Đây, hiện tại em cũng khá like khá lâu rồi, cũng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng khá lâu rồi đấy ạ. Còn chị nào mà thích cái mã dăm dây đây, dăm trễ vai bên em đây. Dăm trễ vai bên em vẫn còn giá bán 220 nhá, rất là đẹp và rất là sang luôn. Dăm trễ vai thì thực sự là các chị ơi, cái màu đỏ đô của nó thì thực sự là rất là sang luôn. Các chị thấy không? Cái màu đỏ đô của cái dăm 2 dây thực sự là vô cùng sang và vô cùng đẹp luôn các chị nhá. Là có một cái dây nữa, dây thắt ở eo ấy. Ở eo chị có thể cắt được cổ, rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Dăm trễ vai, dăm này thì các chị có thể mặc được hai kiểu nhá. Trễ vai và không trễ vai, vừa giá bán 220 đúng không ạ? Có hai màu này, màu da nhá. Còn đây là màu đỏ đô, rất là đẹp luôn. Còn dăm 2 dây bên em vẫn còn là bán thế. Còn chị nào yêu thích cái mã V68 của em thì cứ comment cho em V68, với giá bán của nó vẫn là 180.000 nhá. V68 180 được chưa ạ? Rồi ok, chị Linh Đan Trần chốt váy đen, chị Lê Bắc chốt dăm 2 dây nhá. Ok, chị Hoàng Loan lấy màu đỏ đô, ok chị này. Chị Hoàng Loan lấy cái mã nào chị Hoàng Loan nhỉ? Comment lại cho em xem nào. Em đang định là các chị thấy này. Em đang định là trong một cái live stream ấy, vào cuối các chương trình thì em sẽ xả một chút cái hàng lẻ lẻ ấy. Thì không biết các chị có thích không? Thì để những cái live stream sau thì em sẽ cuối chương trình ấy. Các chị nhớ theo dõi live thì cuối chương trình bên em hay có cái những mẫu ấy, hàng lẻ lẻ size ấy, thì em sẽ xả vô cùng rẻ luôn, dưới giá 100.000 thôi.
Lê không biết là chị yêu thích không, thì ở những cái live stream sau thì em sẽ live stream nhé. Bắt đầu từ những cái live stream sau thì các chị hãy nhớ theo dõi sau em, thì cuối chương trình bên hay có cái chương trình xả hàng vào cuối chương trình ấy. Xả những cái mẫu lẻ lẻ sai một chút ý. Xả những cái mẫu mà lẻ lẻ sai một chút dưới 100.000 thôi. Không biết các chị có muốn không? Thì để những cái live stream sau em sẽ làm nhé. Bắt đầu từ cái live stream tiếp theo của nhà em thì em sẽ làm, em sẽ xả những cái mẫu mà lẻ lẻ bên em vào cuối chương trình nhé. Ok, chị Hoàng Loan, chị lấy một lấy cái nào chị Hoàng Loan? Em ở ngoài Hà Nội, chị Phương Dung nhé. Cho xem váy voan hoa chị. Đấy là dâm chị ạ. Hiện tại thì em đang chưa tổng hợp được cái mẫu lẻ lẻ xả nha chị Vân Anh nhá. Em sẽ làm một cái livestream sau đúng không ạ chị Vân Anh nhá. Thôi tối nay em sẽ làm hẳn một cái live để xả hàng lẻ lẻ một chút, thì các chị nhớ bật chế độ theo dõi, chế độ xem trước của sau em ấy. Thì em sẽ có những cái mẫu xả lẻ lẻ rất là đẹp luôn, mà thực sự rất là đẹp luôn, mà còn mới còn nguyên tem mác luôn, chẳng có đấy là hàng lẻ lẻ sai thì em sẽ xả vào đấy. Ok, chị Hiền mập 50kg mặc size M cho em nhá. Rồi, không còn chị nào em thích cái mã này nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream nhá, tại vì là em cũng live cũng khá là muộn rồi đấy ạ. Ok, chị Thảo Trần chốt đơn rồi ạ. Ui, em cũng live được hơn 1 tiếng đồng hồ đấy. Rồi, hiện tại bên này thì vẫn còn đang còn hơn 100 người xem ấy, thì thôi em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Ok, chị Hiền mập size M nhé, đúng không? Ok, chị yêu của em này, như chị comment xuống thoại phía trên đúng không? Em à, trước khi em kết thúc cái live stream này thì em sẽ nhắc lại các cái mã này em đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người em là cái mã V9 nhá, với giá bán của nó 170.000, có rất là nhiều màu luôn, có 3 màu nhá. Đỏ đất này, màu da, đỏ đất, màu da và màu đen đúng không ạ? Đỏ đất, màu da, màu đen nhá. Với giá bán là 170.000, mã của cái chiếc áo này là mã V9 nhá. Chị nói gì đi, em đang nói với chị. Chị Nguyễn Tiết Sương rời vào đúng không? 170 mã V9 nhá chị nhá. Chị Lam Thanh chân váy đang mặc đúng không ạ? Chân váy đang mặc thì nó sẽ dài tới khoảng gần mắt cá chân chị nhá, mặc rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Đây là màu trắng, em mặc trên người là màu trắng nhá. Chân váy thì có giá bán 260. Chân váy cho em xem thêm váy dâm ngắn, dâm hoa đúng không ạ? Đây em chút nhá chị Thu Hoàng nhá, đây một chút nhá. Chân váy 260 chị Hinh ạ, chị Hương Lan Vendor. Ok, chị Lan Tây chốt đơn nhá. Chân váy bên thì có 3 màu nhá. Màu khói này, màu trắng và màu khói, màu trắng và màu nu rất là đẹp luôn. Màu hồng nu thì nó sẽ có nhiều tầng hơn, còn cái màu trắng thì nó màu trắng, màu da và màu này thì sẽ có ít tầng hơn nhá chị nhá. Áo 170 nhá chị nhỏ Min nhá. Chị Ngọc Linh Nguyễn áo 170 này. Chị lấy nguyên cả set đúng không? Chị Lam Thanh comment cho em cả set V9 cho em nhá. Ok, chị Hiền Ma, chị Hiền mập này chất vải rất là đẹp luôn đây. Rất là sang, chất kiểu tăm tăm mặc rất là mát, rất là đẹp luôn chị nhá. Rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu da thì chiếc áo V9 màu da thì các chị có thể kết hợp với cả cái chân váy màu đen ấy. Màu da kết hợp chân váy màu đen kết hợp với áo màu da ấy. Rất là đẹp luôn. Hoặc là chân váy màu nu, màu nút với cả chân váy màu trắng thì các chị có thể kết hợp với áo đen nên rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Ok, chị Hiền mập này. À, chị Thu Hoàng lấy thêm một cái chốt thêm một cái chân váy đúng không ạ? Đầm hoa đang mặc né đúng không ạ? Đặt thêm chân váy đầm hoa là đầm nào chị? Dăm hoa đúng không ạ? Chị Thu Hoàng khi mà bên em gọi chị chốt hàng thì chị nhờ báo nhân viên nhà em thì bảo là chị lấy dăm hoa hay dăm 2 dây nhá. Dăm 2 dây thì là 180, còn là dăm trễ vai mặc được hai kiểu ấy thì là 220 chị nhá. Chị bây giờ ấy vào đúng không chị gì đấy? Chị Sương Ban Mai đúng không ạ? Em chị ơi, chị nhắn tin em không thấy em nhận lời. Lát em sẽ trả lời chị nhá, tại vì kết thúc live stream mới trả lời câu hỏi của chị được đấy ạ. Xem váy màu nu đi, ok chị nhá. Ok, chị Hiền Mập, chị Đoàn Hồng đúng không ạ? Muốn xem chân váy màu nu đúng không ạ? Em sẽ cho dơ lại từng cái chân váy cho các chị nhìn một nhá, rồi em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Tại vì là hiện tại là em cũng live được hơn 1 tiếng đồng hồ, rất là lâu rồi, khá lâu rồi đấy ạ. Ok, chị Lam Thanh nhá. Ok này. Đây là chân váy màu nu chị nhá, chân váy màu nu rất là đẹp luôn đấy ạ. Áo thì em có vừa qua rất là nhiều mẫu áo rồi, chị Hoa Hồng bây giờ vào đúng không ạ? Em qua hoặc là kết thúc cái live stream này chị có thể xem lại cái những cái mã hôm nay nhà em nhá. Đây là chân váy màu nu nhá. Chân váy màu nút này thì chắc chị có thể kết hợp với cả áo màu đen hoặc là áo màu đen hoặc áo màu da cũng đều ok hết nhá. Đối với cái chân váy màu nu này đúng không ạ? Với giá 260 chị nhá. Rồi, váy màu hồng trên cùng em quay với đúng không ạ? Đây em đang coi chị Hương Lavender.
chân đây, chân váy màu hồng nút nhá, với giá là 260 được chưa ạ? 260 chân váy này nhá. Có rất là nhiều màu luôn. Màu đen nhá, cả màu đen đang mặc trên người màu đen nhá. Còn đây là màu khói. Màu khói mặc mùa hè rất là mát, rất là sang luôn, mặc rất là mát luôn. Chất liệu của nó là ren voan thì vô cùng mát rồi các chị lưu ý giúp em, hơi đẹp luôn nhá. Rồi, không còn chị nào đặt hàng nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream này, tại vì là em cũng live khá muộn rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã nào thì có thể chụp lại màn hình cho em và gửi qua phần inbox Messenger của shop Giáng My bên em nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này và xin hẹn gặp lại các chị trong những cái livestream tiếp theo của sau em được không ạ? Ok, chị Hiền Mập nhớ báo nhân viên của bên em nhé, chị Hiền Mập nhá, muốn lấy mã nào như thế nào thì có báo nhân viên của sau em nhá. Ok, chị nhỏ Min, Min chốt đơn cuối cùng rồi đấy ạ. Chị Nhàn Pháp muốn xem cái dăm 220 đúng không ạ? 260 chị Sinh Nguyễn nhá, 260 một chân váy như em đang mặc trên người là 260 nhá chị Sinh Nguyễn nhá. Các chị cứ để lại cho em trong phần inbox cũng được nhá, comment phần inbox cũng được. Hoặc là nhắn tin cho em nhá, em sẽ qua lại cái mẫu dăm này để kết thúc luôn này. Đây là dăm trễ vai, mặc được hai kiểu, thì đây là dăm quần các chị nhá. Đây là dăm quần, chất liệu nó vô cùng mát luôn nhá. Dăm trễ vai này rất là sang luôn. Chị nào yêu thích cái mã này chụp lại màn hình cho em luôn nào, rất là đẹp luôn. Gửi qua phần inbox Messenger của shop Giáng My nhá. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, em cũng like hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, thì em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các chị trong những cái live stream tiếp theo của shop em đúng không ạ? Các chị nhớ bật cái chế độ theo dõi trước, và cái chế độ theo dõi này và chế độ ưu tiên xem trước của shop em nhá. Vì thường được đầu chương trình thì bên em hay có chương trình giảm giá, tặng quà ấy. Các chị nhớ bật chế độ theo dõi của bên em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.